Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình tối nay thứ bảy ngày 28 tháng 5, chúng tôi sẽ cho đến quý vị những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương có buổi gặp mặt hơn 150 thành viên câu lạc bộ Phủ Xuân. Để ngành du lịch dịch vụ sớm trở lại quỹ đạo phát triển như trước thời điểm đại dịch Covid-19 thì còn cần rất nhiều việc phải làm. Đặc biệt là các sản phẩm du lịch để thu hút khách quốc tế cần phải đa dạng, mới lạ và hấp dẫn hơn. Thừa Thiên Huế đang khẩn trương chỉ đạo các sở ngành địa phương hoàn thiện các thủ tục cấp mới một số mỏ đất san lấp để đáp ứng nhu cầu đất đắp cho các công trình dự án trọng điểm. Tin chi tiết, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cùng các Phó Chủ tịch Nguyễn Thanh Bình, Hoàng Hải Minh, Phan Quý Phương và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đã có buổi gặp mặt với hơn 150 thành viên câu lạc bộ Phủ Xuân, là những cán bộ đã về hưu, nguyên là tỉnh ủy viên, giám đốc, phó giám đốc các sở ngành, cán bộ công tác trong lực lượng quân đội. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương thông báo về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh. Theo đó, tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang nỗ lực phấn đấu, phát huy lợi thế, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước. Hiện Thừa Thiên Huế đang tập trung xây dựng và phát triển theo hướng đô thị, di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường, chú trọng phát triển kinh tế theo hướng xanh, bền vững. Tỉnh đã thiết lập và bước đầu vận hành mối liên kết các vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, từng bước phát huy 4 trung tâm văn hóa du lịch, trung tâm y tế chuyên sâu, trung tâm khoa học công nghệ và trung tâm giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao của cả nước. Đặc biệt, tỉnh đang nỗ lực thực hiện thắng lợi nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2025. Sau khi nghe những ý kiến đóng góp thẳng thắn và cởi mở của các thành viên câu lạc bộ Phủ Xuân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao những đóng góp xây dựng của câu lạc bộ Phủ Xuân. Thành viên câu lạc bộ là cán bộ hưu trí trung cao cấp của tỉnh đã đóng góp những kinh nghiệm trí tuệ của mình góp phần phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu mạnh. Trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương mong muốn câu lạc bộ Phủ Xuân tiếp tục ủng hộ và hưởng tích cực các chủ trương phong trào lớn của tỉnh, đóng góp nhiều hơn nữa những kinh nghiệm trí tuệ của mình để cùng nhau xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển giàu mạnh. Bên cạnh đó, cũng có những cái nhìn khách quan để chỉ ra những hạn chế tồn tại trong quá trình phát triển, từ đó giúp lãnh đạo tỉnh có những điều chỉnh kịp thời, đưa ra những chỉ đạo điều hành hiệu quả, hợp với lòng dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2022. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ dự và trực tiếp thông tin tại hội nghị. Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã thông tin một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo. Những kết quả đạt được trong triển khai nghị quyết số 54 NQTVK của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, dù chịu tác động nặng nề của thiên tai dịch bệnh, nhưng với quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng lòng của nhân dân, tỉnh Thừa Thiên Huế đã nỗ lực triển khai đồng bộ các biện pháp để phục hồi, phát triển nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đều tăng trưởng dương, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, đồng chí Phan Ngọc Thọ cũng nêu lên các cơ chế chính sách đặc thù, định hướng mô hình để tỉnh Thừa Thiên Huế bứt phá phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững, đồng bộ dựa trên tiềm năng, nền tảng văn hóa, giá trị di sản của vùng đất cố đô, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân, xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Qua hội nghị đã giúp cho cán bộ đảng viên, trước hết là đội ngũ cấp ủy, cán bộ chủ trì cơ quan đơn vị nâng cao về nhận thức, thống nhất cao về tư tưởng, khơi dậy tinh thần, ý chí và quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nghị quyết số 54 NQTVK của Bộ Chính trị. Sáng nay, Học viện Chính trị khu vực 3 tổ chức bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị K13 hệ không tập trung khóa học 2020-2022 tại Thừa Thiên Huế. Tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn. Qua 18 tháng tổ chức lớp, gần 60 học viên là cán bộ chủ chốt đến từ các cơ quan, đơn vị, ban ngành địa phương trong tỉnh được nghiên cứu sâu các chuyên đề có liên quan đến cao cấp lý luận chính trị, bao gồm những kiến thức về giá trị lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội và có sự so sánh với tình hình thực tế hiện nay.
đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và thực tiễn. Những vấn đề về khoa học, lãnh đạo, quản lý đáp ứng đòi hỏi sự nghiệp đổi mới, những vấn đề đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Kết quả, 100% học viên đã hoàn thành xuất sắc chương trình lớp bồi dưỡng đề ra và đủ điều kiện xét cấp bằng tốt nghiệp. Phát biểu tại lễ bế giảng, đại diện ban giám đốc học viện đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ giảng viên cũng như học viên trong việc đảm bảo hoàn thành tốt khóa học trong bối cảnh đại dịch. Lãnh đạo học viện mong muốn các học viên vận dụng những kiến thức đã được trang bị vào thực tiễn để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý tại đơn vị, ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, qua đó thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Chiều nay, câu lạc bộ nghệ nhân Huế tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022-2026, tham dự có Bí thư Thành ủy Huế Phao Thiên Đình. Được thành lập vào tháng 11 năm 2016, câu lạc bộ nghệ nhân Huế từ chỗ có 32 thành viên. Sau hơn 5 năm hoạt động, số hội viên hiện nay của câu lạc bộ là 62 hội viên, là các nghệ nhân ngành nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, câu lạc bộ nghệ nhân Huế đã tham gia tích cực vào các hoạt động triển lãm, hội chợ, đặc biệt là các chương trình festival, festival nghề truyền thống Huế. Cũng trong nhiệm kỳ qua, nhiều thành viên của câu lạc bộ nghệ nhân Huế vinh dự được nhà nước phong tặng nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú. Nhiều sản phẩm của các nghệ nhân câu lạc bộ đạt thành tích cao trong các cuộc thi sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh và khu vực Bắc miền Trung. Trong nhiệm kỳ mới, câu lạc bộ nghệ nhân Huế tiếp tục xác định mục tiêu hoạt động, chú trọng đến việc phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, đẩy mạnh các sản phẩm mới lạ, độc đáo, hỗ trợ đội ngũ thợ giỏi và nghệ nhân cả cấp, tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ngành nghề khác nhau, trao đổi nguồn hàng và giúp nhau phát triển để ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị mang bản sắc văn hóa Huế. Huyện ủy Phú Vang phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy và Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành trong cơ quan của Đảng trên địa bàn. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe đồng chí Đỗ Xuân Huyền, trưởng phòng đào tạo Công nghệ Thông tin tỉnh trực tiếp hướng dẫn những nội dung cơ bản trong quy trình xử lý văn bản đến, văn bản đi, các thao tác cụ thể trên phần mềm, cách trao đổi và xử lý thông tin nội bộ với hình thức thực hành cầm tay chỉ việc, giúp các cán bộ chuyên viên tiếp cận, nắm bắt và từng bước thân thạo các thao tác sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên hệ thống mạng tại các ban của Đảng. Từ đó, hình thành kỹ năng cho cán bộ chuyên viên cơ quan Đảng xử lý thông tin, giải quyết công việc nội bộ. Bên cạnh việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành cho phiên bản web, tại buổi tập huấn, các học viên cũng được hướng dẫn về thao tác sử dụng ứng dụng app Huế Amorphic trên thiết bị di động nhằm phục vụ nhu cầu thực tiễn trong công tác chỉ đạo, điều hành công vụ mọi lúc mọi nơi, đáp ứng yêu cầu công việc một cách tối ưu nhất, hiệu quả nhất. Thông qua lớp tập huấn, giúp cán bộ chuyên viên các ban của Đảng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, đảm bảo liên thông đồng bộ, tạo ra môi trường tác phong làm việc hiệu quả, nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời tạo sự thay đổi tích cực trong các quy trình xử lý thông tin, chỉ đạo điều hành trong công việc. Phục hồi và phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh đại dịch COVID-19 là chủ đề của Hội thảo khoa học quốc tế thường niên vừa được Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế phối hợp với Trường Đại học Thương mại và Đại học Hải Phòng tổ chức tại thành phố Huế. Tham dự hội thảo có nhiều nhà khoa học, diễn giả nổi tiếng trong và ngoài nước. Hội thảo đã nhận được 129 bài viết của các nhà khoa học thuộc 3 trường đồng tổ chức và các trường đại học trong và ngoài nước. Đây là kết quả của các nghiên cứu về ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam, đầu tư nước ngoài và thương mại quốc tế, quản trị kế toán trong doanh nghiệp, hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng trực tiếp đến các trụ cột của tăng trưởng, tiêu dùng, xuất khẩu, đầu tư. Những nỗ lực mở rộng tài khoá và tiền tệ của chính phủ đã phần nào giúp nền kinh tế chống đỡ và vượt qua khó khăn trong đại dịch. Các biện pháp của chính phủ đang triển khai hiện nay chủ yếu hướng tới kích thích tổng cầu và phục hồi sản xuất. Tuy nhiên, để hướng đến mục tiêu lâu dài, việc nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp ứng phó với dịch COVID-19 thực sự có ý nghĩa về khoa học lẫn thực tiễn, góp phần tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, kiến tạo việc làm, giảm nghèo, cải thiện mức sống và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Với sự tham gia và trình bày của các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành, các nhà nghiên cứu, giảng viên trong và ngoài nước đưa ra những hàm ý chính sách mới, phương pháp mới, cách tiếp cận và công cụ để giúp chính phủ có giải pháp đưa nền kinh tế vừa phát triển vừa ổn định xã hội, tạo nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Thưa quý vị, sau gần 3 tháng mở cửa hoàn toàn du lịch, Thừa Thiên Huế đã ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan, đặc biệt với việc khách quốc tế đến du lịch ngày một đông từ nhiều thị trường khác nhau, đã cho thấy Huế vẫn là điểm đến an toàn, hấp dẫn.
Tuy nhiên, để sớm đưa ngành du lịch dịch vụ trở lại quỹ đạo phát triển như trước thời điểm đại dịch COVID-19 thì còn cần rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là các sản phẩm du lịch để thu hút khách quốc tế cần phải đa dạng, mới lạ và hấp dẫn hơn. Đây là đoàn khách Pháp đầu tiên đến Huế kể từ khi ngành du lịch địa phương chính thức mở cửa trở lại. Với sự tiếp đón trọng thị chú đáo của Sở Du lịch tỉnh và cơ sở lưu trú dành cho đoàn ngay khi vừa đặt chân đến đã để lại ấn tượng sâu sắc cho những du khách này. Đây cũng là một trong những hoạt động được chú trọng của ngành du lịch trong việc xây dựng hình ảnh Thừa Thiên Huế thân thiện, giàu lòng mến khách, tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách khi đến tham quan, khám phá mảnh đất cổ đô. Mặc dù đến đây lúc 8 giờ tối, nhưng chúng tôi vẫn nhận được sự tiếp đón rất chân tình, khiến tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi cảm thấy không khí ở Huế rất sôi động và lung linh. Hy vọng tôi sẽ trải nghiệm được nhiều điều khi ở đây. Từ tháng 4 và trong tháng 5, ngành du lịch đã có những cái chương trình đón và tặng hoa, tặng quà cho các đoàn khách quốc tế, như những cái đoàn Singapore đầu tiên đến Thừa Thiên Huế, hay là những cái đoàn Pháp, hay là từ các thị trường khác lần đầu tiên đến Huế. Thì Sở Du lịch chúng tôi cũng tổ chức đón tiếp khá trọng thị qua những cái hoạt động như vậy. Các hãng lữ hành quốc tế và các du khách quốc tế cũng sẽ có được cái ấn tượng tốt đẹp đối với cái sự thân thiện và sự chuẩn bị chú đáo của ngành du lịch Thừa Thiên Huế. Theo thống kê từ Sở Du lịch tỉnh, trong vòng 2 tháng kể từ khi chính thức mở cửa đón khách quốc tế vào ngày 15 tháng 3, đã có hơn 10.000 lượt khách quốc tế chọn Thừa Thiên Huế làm điểm đến sau khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Những lượt khách đến từ Pháp, Singapore, Tây Ban Nha đang đổ về ngày một đông, dù không phải là mùa cao điểm, đã cho thấy sức hút của Thừa Thiên Huế trên bản đồ du lịch của cả nước. Điều này chứng tỏ địa phương đang là một địa điểm du lịch an toàn, đáng tin cậy để du khách thoải mái thư giãn mà không phải lo lắng, căng thẳng với những vấn đề liên quan đến dịch bệnh. Ngoài những hình thức du lịch đơn thuần như trước đây, Thừa Thiên Huế nay đã có thêm nhiều hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp ngày càng hoàn thiện, gắn liền với các dịch vụ thư giãn, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là dòng khách từ châu Âu, châu Mỹ. Tôi đã nghe nhiều về vẻ đẹp và con người cổ Huế trên các phương tiện truyền thông. Lần này tới đây, tôi rất ấn tượng bởi những gì nhìn thấy, từ con người, thiên nhiên cho đến các dịch vụ thư giãn, nghỉ dưỡng đều rất tuyệt vời. Tôi đã muốn đến Huế từ lâu, vì Huế là một địa điểm có nhiều di tích và cảnh quan thiên nhiên đẹp. Vì thế, ngay sau khi hết dịch, tôi đã chọn Huế làm điểm đến cho mình và gia đình. Để thu hút được nhiều dòng khách đến từ nhiều thị trường khác nhau trên thế giới, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cùng các cơ quan chuyên môn đã tính toán những bước đi mang tính dài hạn, trong đó tập trung vào việc sáng tạo nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, đặc biệt là chuỗi các sự kiện lễ hội trong khuôn khổ Festival Huế 2022, chính là những yếu tố đầy hấp dẫn mới lạ, giúp Thừa Thiên Huế trở nên thu hút, trở thành sự lựa chọn của nhiều du khách quốc tế giữa hàng ngàn lựa chọn hấp dẫn khác. Đặc biệt, Sở Du lịch tỉnh cũng chú trọng vào công tác truyền thông quảng bá hình ảnh địa phương qua nhiều nền tảng khác nhau, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ về hình ảnh của một mảnh đất an toàn, thân thiện và giàu lòng mến khách. Trước mắt thì trong năm nay, tỉnh cũng đã giao cho sở đang làm việc hợp tác với kênh CNN để có một cái thời lượng khoảng 60 giây quảng bá trên kênh của CNN, và đồng thời là có khoảng 7 tuần để truyền tải các thông tin hình ảnh này trên nền tảng kỹ thuật số của kênh CNN đến các thị trường mà chúng tôi dự kiến là ở khu vực châu Á Thái Bình Dương, ở Đông Nam Á, ở Đông Bắc Á, và sau này thì sẽ định hướng tiếp đến khu vực châu Âu và Bắc Mỹ. Thực tế, từ khi thí điểm mở cửa đón du khách quốc tế đến nay, địa phương đã rất nỗ lực trong việc kiểm soát dịch bệnh để tạo nền tảng cơ sở vững chắc, làm tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển ngành du lịch nói riêng. Song hành cùng những nỗ lực đó, phải kể đến sự cố gắng của từng cá nhân, doanh nghiệp trong việc hỗ trợ thúc đẩy nhau, xây dựng các chương trình du lịch mới lạ, góp phần tạo nên một hình ảnh Huế điểm đến an toàn và thân thiện, hướng đến hoàn thành mục tiêu chung mà ngành du lịch đã đề ra. Giai đoạn 2021-2025, hàng loạt dự án công trình, nhất là hạ tầng giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh. Qua cân đối cung cầu thì hiện nay nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh rất lớn, nhưng nguồn cung cấp còn hạn chế, chưa đáp ứng được đầy đủ. Trước thực tế trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đang khẩn trương chỉ đạo các sở ngành địa phương hoàn thiện các thủ tục cấp mới một số mỏ đất sàn lấp để đáp ứng nhu cầu đất đắp cho các công trình dự án nói trên. Dự án cao tốc Cam lộ La Sơn đoạn qua tỉnh Thừa Thiên Huế có chiều dài khoảng 61 km.
Để thi công các gói thầu thuộc dự án này, tổng khối lượng đào đất đắp rất lớn, khoảng 16 triệu mét khối, trong đó khối lượng đất đắp là 6 triệu mét khối. Để đảm bảo nguồn cung đất đắp cho dự án, đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành phê duyệt cấp mới không qua đấu giá 11 mỏ đất làm vật liệu sàn lấp với tổng diện tích hơn 200 hectare. Năm 2019, với cái nhu cầu đó thì tỉnh đã phê duyệt 6 cái điểm mỏ với diện tích là 168 hectare. Và cho đến thời điểm hiện nay thì đã được cấp 5 mỏ không qua đấu giá để mà phục vụ cho các cái công trình trọng điểm này, với cái quy mô là diện tích 44 hectare và khoảng sản lượng thì một năm như vậy là cấp khoảng 1,2 triệu khối một năm, và với những nhu cầu như hiện nay thì cũng tương đối đáp ứng đủ. Trên địa bàn tỉnh hiện có 20 mỏ đất làm vật liệu sàn lấp đang hoạt động với diện tích 123,86 hectare, tổng trữ lượng khai thác là hơn 11 triệu mét khối, công suất khai thác là hơn 2,37 triệu mét khối một năm. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh còn cấp phép khai thác khoáng sản đất Tân Phủ của các mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh để phục vụ các nhu cầu đất đắp. Bên cạnh dự án cao tốc Cam Lộ La Sơn, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai nhiều công trình dự án hạ tầng trọng điểm của trung ương và địa phương. Ước tính nhu cầu đất sàn lấp phục vụ cho các dự án này trong giai đoạn 2021-2025 là hơn 25 triệu mét khối. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản với 8 vị trí đã được quy hoạch làm vật liệu sàn lấp. Nghị quyết 60 và 133, tỉnh đã chủ động bổ sung các cái mỏ, cấp kịp thời cấp phép các mỏ, rồi là triển khai đẩy nhanh các cái thủ tục. Hiện bây giờ là khối lượng mỏ, số lượng mỏ và cái khối lượng đất đủ để cung cấp là lên đến hơn 3 triệu 6 khối. Giai đoạn 2021-2025, hàng loạt dự án công trình, nhất là hạ tầng giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn tỉnh, nên nhu cầu đất sàn lấp phục vụ cho các dự án là rất lớn. Thời gian tới, bên cạnh việc đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục cấp mới mỏ, các sở ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, ra soát, tính toán cân đối lại nhu cầu để bổ sung vào quy hoạch, cũng như đề xuất kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu sàn lấp phục vụ các dự án một cách phù hợp, tránh tình trạng bị động khi các dự án đã triển khai xây dựng mà không có nguồn đất cung ứng, dẫn đến làm chậm tiến độ. Tiếp tục với những thông tin khác, Ủy ban Nhân dân thị xã Hương Thủy tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng giáo viên và học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi năm học 2021-2022. Đây là hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy truyền thống hiếu học, động viên khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng nhân tài. Năm học 2021-2022, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên ngành giáo dục và đào tạo thị xã đã có những chỉ đạo kịp thời để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo công tác dạy học. Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục đã ra, giáo dục mũi nhọn đã có những chuyển biến tích cực với 4 giải quốc gia và 319 giải cấp tỉnh. Đặc biệt trong số các giải quốc gia có giải nhì cuộc thi khoa học kỹ thuật của hai em Võ Tạ Thành Minh và Nguyễn Khoa Hùng, trường Trung học phổ thông Phú Bài, với đề tài nghiên cứu điều khiển cánh tay robot dựa trên nhận dạng cử chỉ tay người. Đây cũng là đề tài đạt giải cao nhất của đoàn Thừa Thiên Huế tại cuộc thi lần này. Ngoài 389 học sinh đạt thành tích cao được tuyên dương khen thưởng, Ủy ban Nhân dân thị xã đã tặng giấy khen cho 6 tập thể và 78 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2021-2022. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hương Sơ tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư. Hội nghị đã tập trung phổ biến những quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm của chủ hộ gia đình, người dân, các biện pháp phòng cháy chữa cháy, các hành vi bị nghiêm cấm, hành vi vi phạm phải bị xử lý theo quy định, các nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến cháy nổ, các vụ cháy điển hình gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy, việc quản lý sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy nổ, thiết bị có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt và biện pháp xử lý khi xảy ra cháy nổ tại hộ gia đình, kỹ năng thoát nạn, cứu hộ cứu nạn và sử dụng phương tiện chữa cháy thông dụng, đồng thời tiến hành thực tập phương án chữa cháy, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, nâng cao trình độ nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các giải pháp thoát nạn, các biện pháp sơ cứu ban đầu và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy, xử lý kịp thời các sự cố, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra.
Chiều nay, Trung tâm Phát triển và Đồng kiến tạo Trí thức tổ chức buổi trình bày, sáng tác và kể chuyện theo phương pháp tiếp cận giới với phần thi của 12 giáo viên đến từ 5 trường tiểu học tại thành phố Huế. Các giáo viên tham gia cuộc thi kể chuyện lần này đến từ 5 trường tiểu học, bao gồm trường tiểu học Lý Thường Kiệt, trường tiểu học Quang Trung, trường tiểu học Xuân Phú, trường tiểu học Trần Quốc Toàn và trường tiểu học Hương Long. Mỗi một tác phẩm được trình bày tại chương trình đều gửi gắm trong đó những thông điệp khác nhau về tư duy bình đẳng và tôn trọng sự đa sắc màu giới tính trong xã hội. Đây là hoạt động nằm trong dự án sử dụng phương pháp tiếp cận giới trong kể chuyện, thúc đẩy bình đẳng giới trong giáo dục tiểu học của Trung tâm Phát triển và Đồng kiến tạo Trí thức tổ chức với sự tài trợ của chính phủ Úc thông qua chương trình Tình nguyện viên Úc. Sau 6 tháng triển khai, đã có 43 tác phẩm tham gia cuộc thi viết truyện theo phương pháp tiếp cận bình đẳng giới. 18 tác phẩm xuất sắc nhất đã được lựa chọn để trở thành nội dung chính cho ấn phẩm sách trang của dự án, góp phần lan tỏa các câu chuyện và thông điệp về bình đẳng giới trong xã hội. Sáng nay, Trường Tiểu học Vĩnh Ninh thành phố Huế tổ chức tổng kết và phát thưởng năm học 2021-2022, trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm học 2021-2022, bên cạnh chú trọng chất lượng giáo dục đại trà, Trường Tiểu học Vĩnh Ninh còn đẩy mạnh chất lượng giáo dục mũi nhọn. Học sinh của trường đã đạt thành tích cao trong các kỳ thi cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia. Trường có một huy chương đồng kỳ thi toán quốc tế Hoa Kỳ AMO 2021, một học sinh đạt top 5 kỳ thi toán quốc tế Kangaroo 2021, hơn 50 lượt học sinh đạt giải cả cấp, trong đó cấp tỉnh 24 giải, cấp thành phố 24 giải. Để có được kết quả đó, trường đã thực hiện tốt về đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục hoạt động, tăng cường cơ sở vật chất, kỷ luật theo hướng chuẩn hóa. Ngoài ra, trường còn tạo ra các sân chơi bổ ích lành mạnh để giáo dục toàn diện học sinh. Dịp này, nhà trường trao thưởng cho các em học sinh đạt nhiều giải thưởng trong học tập và rèn luyện, đồng thời trao học bổng từ các nguồn tài trợ cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.